Hôm nay trước hết ta sẽ tìm hiểu xem như thế nào là một đẳng thức. Ví dụ ta viết A cộng B bằng B cộng A. Đây là một đẳng thức. Cậu để ý ta có hai biểu thức, là biểu thức A cộng B và biểu thức B cộng A. Hai biểu thức này nối với nhau bởi dấu bằng. Trong một đẳng thức, biểu thức ở bên trái dấu bằng gọi là vế trái, biểu thức ở bên phải dấu bằng gọi là vế phải. Khi biến đổi các đẳng thức, ta thường áp dụng cái tính chất sau. Nếu A bằng B thì A cộng C bằng B cộng C. Nếu A cộng C bằng B cộng C thì A bằng B. Nếu A bằng B thì B bằng A. Khi làm toán, nhiều khi chúng ta cần chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia. Chẳng hạn, để tìm giá trị của một ẩn số trong đẳng thức. Lúc đó, cần lưu ý quy tắc sau. Khi chuyển vế một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu các số hạng đó. Dấu cộng đổi thành dấu trừ và dấu trừ đổi thành dấu cộng. Ví dụ, tìm số nguyên x biết x trừ 2 bằng trừ 6. Ta sẽ chuyển các số về một vế. Để x ở một vế, chuyển trừ 2 sang vế phải ta được. X bằng trừ 6 cộng 2, x bằng trừ 4. Vậy x bằng trừ 4.